Ôi Tùng ơi, cậu không học bài à? Chơi thì nhanh thôi, học thì lâu lắm. Nó chơi thì lắm, thì nó học xong. Cười cái gì đấy cậu? Tùng nha. Ây dò, đã có đi. Dậy ra. Không hỏi gì. Ây dồi, đã quá. Này Cún ơi, Cún ơi, cậu làm gì mà cậu bước cười trong giờ đấy? Đang học à? Trời ơi, mày muốn này. Ây, có trời mới rồi. Mình sẽ gặp máy bay bay mãi không ngừng. Nó sẽ thuộc quyền sở hữu là của mình. Máy bay đỉnh cao nhất thế giới rồi. Làm đi. Máy bay đỉnh cao. Cái này bình thường mà, có gì mà đỉnh cao? Bình thường mà. Được, đó, sẽ bay cho các cậu xem này. Đâu? Ôi đâu rồi? Bay đâu rồi? Đấy là, các cậu thấy máy bay được tớ ghê không? Ghê. 3 tiếng sau nó sẽ bay trở lại. Thật á? Nó nhận diện chú mà. 3 tiếng quá. Nó có chức năng nhận diện khuôn mặt. Tí nó bay nó tìm mặt tớ là nó sẽ về tay tớ thôi. Mà tớ có quay về không? Này Tùng ơi, cậu dạy tớ gấp cái máy bay giống như kiểu là của cậu đi. Không, không cho. Bí kíp gia truyền nhà tớ, tớ làm sao cho được. Nhưng mà tớ không biết gấp máy bay bay xa như thế. Mà Cún ạ, cậu cần phải hỏi đâu. Tớ sẽ không dạy cho cậu đâu, nên cậu đừng có hỏi. Nó... cái gì mà cậu muốn xem nó bay chứ không? Cún ơi, cậu không biết gấp như này à? Tớ không mày. Cún ngồi. Thích nhở. Thôi được rồi, mai tớ về tớ bảo bố tớ gấp cho tớ một cái y như của bạn Tùng. Đấy, cũng về bảo mẹ tớ mua tớ một cái xịn xịn hơn của cậu. Xịn. Ô, hả? Bạn làm gì đây? Gì ngầu ngầu đây? Yeah. Máy bay á. Giới thiệu với hai cậu, đây chính là chiếc Boeing 12456789-10. Tớ quên mất là nhà tớ giàu nên bố tớ không cần phải gấp máy bay cho tớ mà mua luôn cho tớ cái Boeing siêu xịn điều khiển này. Thế lấy bóc ra tớ xem với đi. Thế có Cún đâu? Quý hóa quá. Đây này, còn có cả điều khiển nữa. Ở chẳng còn lỗ mũi nữa gì. Đâu, tớ chơi chơi. Không, tớ đã được chơi đâu. Bây giờ tớ sẽ điều khiển. Được, lên tớ, hàng ơi. Thôi, lên tớ hàng ơi. Này, xin tớ. Rồi, tớ cho một hộp đây. Cho làm gì? Chơi tiếp. Cho một hộp làm gì? Tớ không có cậu chơi đâu. Bạn Tùng thì bạn có máy bay giấy bay 3 tiếng của bạn rồi. Có mỗi Cún thôi. Cậu về tớ xin mẹ cậu mua. Nhờ, bây giờ mỗi người một cái thì mới có cái chơi chứ. Cứ chưa lần lượt từng người, lấy đâu ra cái mà chối. Được rồi, tớ về tớ xin tiền mẹ tớ mua. Không làm chơi các cậu nữa. Tớ về là chơi máy bay 3 tiếng. Đây rồi các bạn ơi, mình vừa nhận được mấy cái que kem, để mình chế một cái máy bay các bạn ạ. Đấy, đây là những cái que kem này. Còn đây là những cái đồ dùng, những cái dụng cụ mình chế máy bay. Cái motor này, mình tháo từ cái đồ chơi hỏng của em mình ra. Đấy, đây tất cả những cái đồ chơi hỏng của em mình tháo ra rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chế một cái máy bay rất là xịn sò luôn. Để tiền mình. Đây máy bay được chế của tớ, để bảo cưng quê thế nào. Này cậu nhìn đây này. Đây máy bay. Nhìn còn không đẹp bằng máy bay của bạn Tùng.
được. Ủa thôi, lắp kính quạt làm mô hình à, lại còn cái gì đây? Quay kem nữa. Này, hai cậu chụp đi này. Đây đấy, đi này. Yeah. Đấy, đi chưa? Máy bay tới đi đây. Ôi, đi cậu máy bay tới này. Ừ, hình máy bay đây đây. Ui, giờ máy bay từng mùa luôn kìa. Ừ, đi lấy cửa. Này, ấy cho chị đưa này, cũng đang cái tắt nhá, cái tắt này. Tắt đi. Trời đi. Trời này chơi thế nào? Đấy, tớ là ví dụ giống các cậu đây. Còn tớ thì đây, đây. Oh, yeah. Này, cậu chơi máy bay của tớ đi. Mẹ xin. Wow, tự chế được máy bay luôn á. Đỉnh nhờ. À, đây, chị điều khiển nhá. Đấy. Chứ tớ mượn chơi chung được phải gọi hàng một tí. Nó kêu. Chứ tớ chơi chơi phát nào. Cuốn giống cái máy bay của tớ này cũng chỉ đi được thôi. Ừ, tớ chế không bay đây. Được. Bay đây này. Thôi, bây giờ chúng mình cùng nhau chơi nhá. Ừ. À, Tùng chơi máy bay của tớ thì tớ chơi máy bay của Cuốn. Còn Cuốn chơi máy bay của Tùng. Còn Cuốn chơi máy bay của Tùng, Minh Anh nhỉ? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.